xin chào các bạn. Chúng ta cùng đến với tập tiếp theo trong chương trình giao lưu cây cảnh nghệ thuật tại câu lạc bộ hậu sinh vật cảnh xã Tịnh Lan. Tập này thì tiếp tục mời các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng một số các tác phẩm tầm trung và mini. Đầu tiên là một cây sam tre. Cây hỡi chào mini. Mà chưa thấy Phạm Văn Suy tiếp theo là một cây sâm ngạc. Cây phi lô à? Dạ. Là với là mua có má nhiều con rào lắm. À, toàn là có gì đâu mới ấy là phi lô đó mình chơi theo cái form kiểu như tùng của Nhật được, chơi theo cái phong cách của Nhật được. Dàn phi lô đây mình chơi theo cái kiểu như cái tùng với Nhật á, đẹp. Đây có một cây dúi. Cái này là của anh Nguyễn Văn Trương. Xanh. Cái này là rất là cũ này. Để của đơn vị xã Tịnh Kỳ. Rất nhiều những cái tác phẩm đẹp. Xanh này đúng xanh cũ luôn á. Tiếp tục là một cây xanh. Đi qua mà anh chỗ xin quá mà từ đó là không có làm luôn á. Cây này thì
mà đây là một cây sâm hương. Bên cạnh là một cây bồ đề, cây này là của anh Phạm Văn Suy. Hải Châu hiếm có đó, nãy giờ hai lúc cũng đã ghi hình rất là nhiều, giờ mới gặp được một cây hải châu đang cho quả. Đây của đơn vị câu lạc bộ hậu sinh vật cảnh sở tỉnh Lan. Đây là một cây thông toàn tự nhiên. Lộc Vương mà quá, cái lộc vương này cũng cái này rất dở lắm, có phần thân đi quá nghệ thuật luôn. Hai lú cũng xin tạm dừng cuốn video tại đây. Nếu các bạn xem mà cảm thấy hay thì đừng quên tặng cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để đón xem những tập tiếp theo trong cái hành trình kết nối đam mê nghệ thuật và bonsai. Đây là một cây trắc nghệ.